Hello, xin chào tất cả anh em đang xem trên kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình vừa mới làm được một cái skin rất là mới luôn anh em. Một cái skin của xe Hoàng Long. Hiện tại thì mình đang ở một cái map của anh Phong Thạch. Map ở Hà Lam nha anh em, là thuộc Phú Lý anh em. Hà Lam Phú Lý hay sao á? Đây thì hiện tại thì mình đang ở trong cái bến xe Hà Lam. Đấy. Đây là cái con xe Hoàng Long thì mình vừa mới làm skin xong này anh em. Đó, mình sẽ đóng cái cabin lại, đóng cửa lại cho anh em xem. Đó, thì xe này mang biển số 90 nha anh em, 90B, xe Hoàng Long nha anh em. Đó, khách đang đứng nha anh em. Thì cái con xe này thì nó gắn liền với một cái tuổi thơ anh em. Thì như anh em đã từng biết về cái xe Hoàng Long nhờ những danh hài đó, thì mình cũng quên những cái tên những cái danh hài rồi, danh hài ở người ở ngoài Bắc á. Thì hồi đó thì họ quảng cáo về cái xe Hoàng Long, thì hồi đó là cái xe Hoàng Long á, đó là một xe giường nằm đi xuyên từ Hải Phòng mà đi vào tít Sài Gòn luôn anh em. Hồi đó là chưa có cái dòng xe mà giường nằm này nào, chỉ có Hoàng Long là nó mới có cái dòng xe giường nằm kiểu như vậy thôi. Đó, thì hồi đó mình biết tới cái gì dòng xe giường nằm nhờ xe Hoàng Long này. Đó, anh em vào xem này, vào trong cabin nha. Đây, mình sẽ ghép một cái đoạn video cho anh em xem trên này. Ngang chỗ màn hình đây này, đó, anh em xem đây. Đó anh em thấy không, là các cái danh hài đang gọi là nói về cái dòng xe Hoàng Long review á. Còn tới cái nhà máy lắp ráp hồi đó là ở Tam Kỳ á anh em, ở khu nghiệp Chu Lai á, lắp ráp á. Đó rồi, cho anh em xem xíu thôi. Thì hôm nay thì mình sẽ di chuyển ở bến xe Hà Lam. Thì cái map này Phạm Thạch vừa mới làm xong cái đoạn Hà Lam này. Hồi trước thì chưa có, thì cũng làm khoảng tầm tháng 11 này thôi anh em. Rồi, thì khách khứa đứng đầy đủ hết anh em. Thì mình sẽ di chuyển từ đó, di chuyển từ Phú Lý này, mình sẽ di chuyển về Hà Nội. Đó, rồi. Đây, như anh em đã thấy, mình sẽ đi về bến xe nước ngầm nha. Đó, đi vào đây hình như là ngang chỗ này thôi chứ không phải chỗ này thôi nè anh em. Đó, bên xe nước ngầm. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho mở cửa cho khách lên xe nha. Mở cửa khách lên xe. Đó, cửa mở này, cốp này. Trong này thì hàng hóa đầy đủ luôn. Thì cái dòng xe này sẽ không có cái đèn trên mui và không có chở hàng trên mui luôn anh em. Thì bây giờ mình sẽ cho khách lên. Bà con lên xe đi về Hà Nội thôi. Ủa, anh này anh nhìn gì vậy trời? Rồi, lên xe nha anh em. Khách đã lên xe đầy đủ rồi anh em, đóng cửa lại thôi. Vào trong cabin. Thì cái dòng xe này mình không cần review nữa, do những cái clip trước là mình đã làm rồi. Thì máy mình đã nổ sẵn rồi nha anh em. Thì bây giờ chỉ cần di chuyển đi thôi. Đó. Rồi. Thì map mình sẽ dùng cái này để mình xem bản đồ nha. Thôi, đi di chuyển thôi nha anh em. Rồi, cho tí nhạc lên nha anh Bá Tài ơi. Nhạc sưng đi. Wow, bên này có một chiếc xe nó cũng đang đổ nè anh em. Đó. Wow, khá là nhiều xe luôn anh em. Xe đông dữ lắm, xe rất là đông luôn anh em. Còi này, đó còi đó, trời khá là tối luôn, không biết mấy giờ rồi, 12 giờ mà sao tối với trời. Máy thánh đi hết rồi thì bây giờ mình sẽ qua đèn xanh luôn, di chuyển đi nha anh em.
Rồi mình sẽ lên cao tốc là Cầu Giẽ. Đây thuộc Đồng Văn hay sao anh em? Đồng Văn này, Bùng Minh, Đồng Văn hay sao? Đó, bây giờ mình sẽ rẽ đi, rẽ trái, rẽ phải chứ nhầm. Quay quay, hình như bị nhầm. Nhầm đường. Tí nữa mình vòng lên này mình đi về Ninh Bình luôn rồi. Vào trong kia thì nó là trạm thu phí anh em. Vô trong cái làng này đi. Tới luôn anh ơi. Wow, nhạc thì cũng khá là hay luôn anh em. Cái màn hình nhỏ bên này nè anh em, cái màn hình là cái màn hình mà đang quay cái con người mình á, mình sử dụng một cái khác nên nó hơi bị chậm hơn cái màn hình, chậm hơn cái tiếng tiếng nói hay sao mình rồi. Anh em thông cảm nha, thấy cái đó để mai mốt mình fix cái lỗi đó. Rồi, tới luôn anh em ơi. Đây, xe khách Hoàng Long. Cái dòng xe khách Hoàng Long này đó, đầu tiên nó chạy đường dài là mình thấy là giường nằm là chỉ có ở nó đầu tiên thôi anh em, chứ hồi trước chưa thấy cái ai mà có cái dòng xe nằm mà nào. Hồi trước đó là nó có nhà vệ sinh trên xe luôn anh em, dòng xe có nhà vệ sinh luôn á. Wow, Nguyễn Quý Gamer nữa kìa. Chắc hôm nay mình làm clip này chắc ngắn thôi anh em, do là nó sẽ tới Hà Nội rất là nhanh, bởi vì hiện tại thì đã tới cái trạm dừng chân rồi nè anh em, nên nó sẽ tới Hà Nội rất là nhanh luôn á. Wow, lên tới 100 luôn rồi anh em ơi. À, tốc độ 100 luôn rồi. Cao tốc này nó cho phép chạy được 100 nha anh em. Đây mình có thể mình chạy được 100 nha. Chăm mình sẽ chuyển làn qua bên làn bên này đi. Làng mà chính giữa này nó tính theo tốc độ hay sao á, làng tiếp bên này nữa là làng mà cao nhất này anh em, tốc độ mà chạy cao nhất á đó là làng bên này nè, còn làng chính giữa thì tốc độ thấp. Quay mà lên 150 rồi, 100, 101 cho nhầm. Như đây là ngã rẽ đi giờ đi vô gì ta mình quên tiêu rồi, lâu quá. Quên hết tình đường luôn anh em ơi. Wow, đúng rồi, rất là nhanh luôn anh em, đã tới trạm thu phí luôn rồi kìa.
phí luôn rồi. Mình sẽ đi cái làng ở trong này cho nó khá là tối luôn anh em. Hôm nay cái đồ họa sao nó hơi bị tối á, mình đâu có chỉ chỉnh gì đâu mà nó tối ghê á. Sẽ đi làng không, làng quẹt thẻ này. Wow, 870.000 luôn anh em ơi. Ở ngoài đời hình như là chỉ có 240 hay 380 gì vậy. Cho mình đi cái đoạn ngắn mà. Hôm bữa trước á, mình nghe anh Phạm Thành anh nói á, là anh sửa lại, là anh sửa lại những cái biển này với cái hạ tầng này anh em. Đó, những cái nhà này mình sau này mình mới chú ý, mình xem lại clip á, mình mới chú ý này. Đó, anh xây lại, anh làm mấy cái nhà cao tầng này tương đối giống ở ngoài đời thật này anh em. Đó, đây, nhà cao tầng đó anh em thấy không, tương đối giống ở ngoài đời thật. Nên hôm bữa trước mình chưa phát hiện ra, thì hôm nay mình bữa trước mình xem lại và mình đã phát hiện ra anh em. Đó, bên này nữa, đó, gọi là tương đối giống nha, chưa giống lắm nha anh em, gọi là tương đối. Đây, cái ngã rẽ này là đi lên cầu Thanh Trì. Wow, chạy quá tốc độ luôn kìa. Xin lỗi anh em nha. Đó, như cho chỉ được chạy 60 thôi mà chạy bị quá lố anh em. Rồi mình sẽ chạy đi vào đây cái bài pháp văn đây, và mình để trái nha, trái quẹo về bến xe nước ngầm. Mình thấy chắc clip khá là ngắn luôn á, cho mình chạy tầm mười mấy phút chắc, mình nghĩ là thế, khi render clip mình mới biết được nha anh em. Ôi, wow, tới luôn anh em ơi, còn đèn xanh này, mình sẽ bật qua luôn. Wow, hình như bị nhầm rồi anh em ơi, nhầm rồi, mình phải vòng lại rồi. Bị nhầm đường này là đường một chiều. Tí nữa là bị công an hít sọ rồi, mình phải lại cho mình vòng lại thôi. Được một chiều mà mình xách, mình bươn, mình chạy. Tí nữa là mình vào trong đó là công an bỡ cổ luôn rồi. Nên ở ngoài Hà Nội này này, nếu mà không rành đường thì có dễ bị dính phốt lắm anh em ơi. Ui, gọi là chen lắng trong game nó chạy kiểu này nha anh em, chứ ngoài đời chạy kiểu này là có thể là bị va chạm đó nha. Ôi, thì bây giờ thì mình đã tới ngã ba Pháp Văn rồi nè anh em ơi, tới ngày kia mới quẹo qua này. Hãy tí nữa là vào trong đường một chiều là xong xét rồi.
trước á mình có quay không? Đỏ à. Dạo này chạy không tuân thủ luật giao thông với trời. Hồi trước ở đây này anh em thì mình biết cái này này là đi vào trong này tới kêu quẹo phải đi vào bến xe Giáp Bát á. Trước mình có chạy cái tuyến này anh em. Vào bến xe Giáp Bát rồi chờ hàng. Quẹo. Ok, bên kia là bến xe này anh em. Đó. Mình nhưng mà gần nhà mà xa ngõ. Bây giờ phải chạy sang bên kia. Đi vòng ngược trở lại. Này quẹo qua đây là đi về Giáp Bát này anh em. Xanh luôn rồi. Đó là đi vào trong thành phố đi về Giáp Bát. Hay là đi vòng. Xanh luôn rồi. Quẹo qua này đèn đỏ nữa trời. Thì hiện tại thì bến xe Giáp Bát nó nằm phía trong này nè anh em đó. À, nước ngầm nhớ mình nhầm. Bến xe nước ngầm Giáp Bát là phải nẻ cái đường mà chỉ quẹo phải đó. Trong đó nó có một bến xe. Trời ơi. Trong này kiếm chỗ nào đổ anh em ơi. Rồi tới đây đổ ngay đây đi. Rồi tắt máy. Tắt máy. Rồi thì cho khách xuống nha anh em. Đó. Mở cửa hàng ra. Rồi thì bây giờ mình đã khách đã xuống hết rồi anh em. Hôm nay nó bị lag sao á. Khách lần nào lần lần nó mới hiện ra. Rồi thì hôm nay làm clip chắc cũng tầm khoảng gần 20 phút nha anh em. Anh em nào thấy clip mình hay thì ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo.